Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Thì trong video ngày hôm nay ngày 14 tháng 3 năm 2022, chúng tôi tiếp tục cập nhật nhanh tiến độ của tình hình cầu Thủ Thiêm 2. Thì theo ghi nhận mới nhất của chúng tôi thì hiện nay đơn vị thi công cầu Thủ Thiêm 2 đang tăng cường tiến độ thi công nhánh N1 cũng như nhánh N2. Như vậy là chỉ còn nhánh N1 thì còn một phân khúc nhỏ lan can, và hiện nay đang đơn vị công đang xử lý hoàn thiện nốt cái lối lên dành cho người đi bộ ở phía tiếp giáp giữa nhánh N1 với nhánh chính phía bên con 1, để cho những người đi bộ có nhu cầu đi từ phía bên con 1 sang Thủ Thiêm hướng ngược lại. Hiện nay đơn vị công đang tiến hành hoàn thiện nốt cái nhánh hạ tầng, tức là tiếp giáp từ công trường Mỹ Linh đi áp sát nhánh N1, vòng qua gầm cầu áp sát nhánh N2 tới ngã tư Nguyễn Hữu Cảnh đến Tôn và Tôn Đức Thắng, để cho các phương tiện có nhu cầu lưu thông từ phía công trường Mỹ Linh đi sang Bình Thạnh. Như vậy về cơ bản thì đơn vị công đã hoàn thiện khá nhiều rồi, còn một số hạng mục nhỏ và tái tạo cái mặt bằng bên dưới. Đấy, hình ảnh các bạn xem là đây hiện tại là nhánh N1 các bạn. Nhánh N1 đơn vị thi công đang hoàn thiện nốt một phân khúc lan can tiếp giáp giữa nhánh N1 với nhánh chính nha các bạn. Ở đây là nhánh N1 nha các bạn. Đây nhánh N1 gần như là đơn vị công đã hoàn thiện xong phần ốp lan can rồi các bạn. Và trải nhựa thì cũng đã trải xong cái đường dẫn từ công trường Mỹ Linh lên nhánh N1 rồi các bạn. Như vậy là chỉ còn nhánh N1, nhánh N2 sắp chuẩn bị đơn vị công sẽ trải nhựa thảm nhựa là xong, cộng với hệ thống chiếu sáng như là cột đèn bóng đèn cái cầu phần sàn cầu chính như là phía bên Thiêm. Đơn vị công vẫn đang tiếp tục hoàn thiện nốt cái hạng mục còn lại của nhánh N1. Phần đường dẫn lên nhánh N1 thì đơn vị công đã hoàn thiện trải nhựa rồi đấy. Và đơn vị công tiếp tục hoàn thiện nốt cái hạ tầng sát bờ kè này, bờ sông nha các bạn, bên bên đằng đó. Đơn vị công đã trải thảm nhựa cái phân khúc này là khá dày nha các bạn. Đây là nhờ nhánh N1 cho các bạn, cái khúc của phần khúc đường dẫn nha các bạn. Thì công ty công đã trải nhựa từ công trường Mỹ Linh cho đến cái phần khúc tiếp đất cho nhánh N1 các bạn. Ở đây là công ty công đang hoàn thiện nhánh mới. Sau khi hoàn thiện thì các phương tiện lưu thông từ công trường Mỹ Linh đi sang phương Bình Thạnh thì sẽ đi theo đường mới này. Đấy, đường này là cái đường bắt đầu từ đây. Ông cua là đây, cái này là quay đầu nha các bạn. Đó.
phương tiện lưu thông từ hướng ngã tư Nguyễn Hữu Cảnh lên Tôn Tôn Thắng thì tới đây là sẽ vòng lại, quay đầu lại, quay đầu trái chứ không rẽ trái ở cái khúc trên như lúc trước nữa. Đó. Thì khi mà rẽ trái thì tiếp giáp với cái các phương tiện lưu thông từ Trường Trường Linh cũng đi có nhu cầu sang hướng Bình Thạnh đi xuống. Một là đi ra phía Trường Trường Linh, hoặc hai là để các phương tiện có nhu cầu rẽ trái vòng lại cái ngã tư Nguyễn Hữu Cảnh lên Tôn đây này. Đó. Hình ảnh các bạn xem tôi mới cập nhật sáng nay ngày 4 tháng 3 năm 2022. Đây là ngã tư Nguyễn Hữu Cảnh lên Tôn Nguyễn Hữu Thắng. Thì đơn vị công đã hoàn thiện cái hạ tầng rồi đấy, trải nhựa khá dày rồi các bạn. Đó. Tầng cái nhánh mà áp sát cái nhánh N2 nha các bạn, đó gần hoàn thiện rồi. Thì các phương tiện lưu thông có nhu cầu thì từ hướng Trường Mỹ Linh cũng như là các phương tiện lưu thông quay đầu sẽ đi vòng qua cái hướng này, đây là nhánh N2 nha các bạn. Đó thì phương tiện lưu thông từ đường lên Tôn, ngã tư lên Tôn quay đầu trên này vòng lại, và đồng thời cùng với các phương tiện lưu thông từ Trường Trường Linh cũng đi theo hướng này lên ngã tư Nguyễn Hữu Cảnh đến Tôn. Trên này là cái tiếp giáp giữa các phương tiện lưu thông từ bên phía đường mới Thủ Thiêm đi sang có nhu cầu rẽ phải lại hướng Bình Thạnh, đó để ông đi xuống nhánh N2. Phương tiện có lưu thông có nhu cầu đi thẳng đi Nhân Hoàng thì đi nhánh trên, không rẽ phải nữa. Đấy, ngày chúng xem tôi bước gần sáng nay ngày 4 tháng 3 năm 2022. Về cơ bản thì phương tiện đơn vị công đã hoàn thiện khá xong rồi. Đây là cái hạ tầng đấy, nhựa khá chuẩn nữa đó. Nhánh là một, chỉ còn một phân khúc lan can nữa thôi là xong. Đấy. Và hai cái lối đi lên cầu dành cho người đi bộ, đi băng từ phương 1 sang Thủ Thiêm cũng như ngược lại. Như vậy chúng tôi cũng cập nhật nhanh tiến độ cầu Thủ Thiêm 2 ngày 4 tháng 3 năm 2022 để các bạn nắm bắt được. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đồng hành với tôi. Mời các bạn đăng ký kênh và đón xem những video tiếp theo của chúng tôi. Chúc các bạn cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.